Hello anh em, vâng và chào mừng anh em đã cùng quay trở lại là với trên clip tiếp theo trên kênh của mình nè. Thì đầu clip mình xin chúc tất cả anh em đang xem video là có một ngày mới học tập, làm việc thật là tràn đầy sức khỏe em nhá. Đấy, thì ngày hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9, là ngày Quốc Khánh. Thì mình xin chúc tất cả anh em đang xem video cho mình là có một ngày lễ này gọi là tràn đầy sức khỏe em nhá. Rồi, thì ok, nói chung là trong clip hôm nay là mình sẽ mang gọi là mã code của ngày Quốc Khánh đến cho anh em. Mã code gọi là trong ngày hôm nay thôi. Đấy, nên là anh em nào mà chưa xem video ấy, để có thể nhận được mã code thì anh em nhanh tay nhận mã code để có thể là nhận được phần quà nhá. Nhanh tay nhận mã code này, anh em đừng có chần chừ bỏ qua một giây, một chút, một lát nào hết em nhá. Nhớ là nhanh tay nhập mã code vào để có thể nhận được phần quà ngày Quốc Khánh từ VNG. Nói chung là VNG thì nói chung là cập nhật thông tin, gọi là cập nhật code cho anh em ấy theo từng cái dịp lễ cho anh em luôn. Ví dụ như cái Quốc Khánh thì có code của Quốc Khánh này, Trung Thu thì code của Trung Thu này, Tết là có code của Tết đó. Nói chung là cập nhật theo tất cả ngày luôn. Nói chung là anh em cứ gọi là xem video của mình sẽ cập nhật mã code hết đến cho anh em nhá. Nên là em phải lo về mấy cái gọi là mã code mà kiếc gì hết. Anh em cứ lên xem trên kênh của mình thôi là anh em sẽ nhận được mã code từ mình rồi. Đó, rất là dễ đúng không? Rồi, thì ok, nói chung là rất là nhiều anh em có ở trên kênh mình ấy có hỏi mình về rất là nhiều cái vấn đề gọi như là cái gì ta? Ví dụ như là vấn đề code là anh ơi, anh có thể là tặng em cái code đá quý này rồi tặng em cái code siêu xe được không? Thì anh em, nhiều anh em hỏi vấn đề đấy mà mình vẫn chưa tặng hết được, chưa giải đáp hết cho anh em. Nhưng mà anh em nào muốn nhận được ấy thì cứ comment xuống dưới cho mình để mình tặng cho anh em. Tại vì code mình cũng còn rất là nhiều nên mình không có gọi là tiếc code hay gì cả anh em ạ. Code mình cũng mang đến cho anh em cả thôi. Nên là anh em nào xin được mà code gì anh em cứ xin càng sớm càng tốt nhé. Vài bữa đến hết lúc mà mình mang hết code lên trên video thì anh em lại xin vào mắt đúng không? Rồi, thì ok, nói chung là đầu clip thì mình xin chúc tất cả anh em là xem có một ngày lễ này gọi là tràn đầy sức khỏe em nhá. Thì nói chung là cũng không lòng vòng nữa. Code của ngày hôm nay mình để trên màn hình cho anh em nhớ là nhanh tay nhìn kỹ vì code này, nhập mã code này, nhận phần quà này, 100% là trúng được gọi là đá quý này, đó, để trang phục của mùng 2 tháng 9 nhá. Đó, nói chung là rất là nhiều mã code luôn trong free cho anh em rồi à. Còn code gì mình cũng mang hết đến cho anh em thôi. Nên là anh em nhớ là xem này, xin code gì hay là muốn nhận được phần quà gì thì nhớ là nhanh tay comment xuống bên dưới. Và là đủ 3 bước để có thể nhận được phần quà từ mình nhá. Rồi, thì ok, quà thì mình cũng không tiếc đâu. Nhưng bây giờ là mình sẽ đi lên đá quý để có thể là tặng quà cho anh em này. Đấy, mình làm gì tiếc, bao giờ tiếc mấy cái đấy đâu. Bây giờ thì anh mình sẽ đi lấy thêm đá quý về tặng quà cho anh em nhá. Có khá là nhiều bạn đang thắc mắc về số đá quý trong nick của mình. Thì ok, ngày hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc luôn cho anh em về số đá quý trong nick của mình nhá. Đó, thì khá là nhiều anh em đang trên kênh của mình ấy có hỏi mình là anh ơi, làm sao để có thể là được nhiều đá quý như anh này, và làm sao để có thể đá quý kiếm đá quý free. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách lấy đá quý free từ một cái trang chủ shop đá quý com. Đấy, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn luôn cho anh em. Tại vì khá là nhiều anh em thắc mắc là comment phía dưới video của mình này và thắc mắc là nhắn tin cho mình luôn. Đấy, có hỏi mình là anh ơi, có thể nào mà hướng dẫn cho em cách lấy đá quý free không? Em thì không có tiền để gọi là nạp đá quý. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách lấy đá quý free nhá. Ở đây thì anh em mới vào trang chủ, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người vào một cái trang chủ đó tên có tên là shopdaquyvn.com. Thì anh em lúc mà anh em vào trang chủ này thì anh em sẽ đọc cái thông báo này giúp mình. Xin chào các bạn, shop đến với shop hợp tác chính thức của Playtoo.vng. Đó, thì anh em nhớ đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng nhá. Đó, mình sẽ đóng đi đoạn này, mình sẽ bỏ qua. Thì trước khi đến với gọi là shop thì anh em nhớ là đăng ký một cái tài khoản giúp mình nhá. Ở đây mình sẽ đăng ký một cái tài khoản riêng cho mình để có thể là mỗi clip mình sẽ rút đá quý tặng cho anh em nhá. Đây, thì nói chung là mình sẽ tạo một cái tài khoản này nhá. Ok, thì mình đã tạo xong một cái tài khoản ở trên trang chủ shopdaquyvn.com rồi. Thì lúc mà anh em mới tạo tài khoản xong thì anh em sẽ được gọi là được nhận là 8.000 đồng miễn phí ở trong phần này nhá. Ok, thì nói chung là trước khi mà anh em gọi là vào test vòng quay ấy thì anh em hãy nhấn vào ngay nhận quà trung thu ở đây. Thì sắp đến gọi là trung thu rồi thì anh em có thể là nhấn vào nhận quà trung thu để có thể là nhận được quà trung thu nhá. Đó, thì ok, mình vừa nhận được là 396 đá quý rồi. Ok chưa anh em? Đó, rất là nhiều anh em đang chờ đón khúc này đúng không? Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để mọi người có thể lấy đá quý hoàn toàn là free nhá. Thì trước tiên là mình sẽ gọi là nạp thẻ điện thoại đã. Anh em sẽ đợi mình một tí là mình sẽ chạy ra ngoài quán tạp hóa và mua cái thẻ để mình nạp về test cho anh em nhá. Bây giờ anh em đợi mình một tí nhá.
Ok, thì nói chung là mình vừa chạy ra tạp hóa mua hai cái thẻ gọi là Viettel 200.000 và mình nạp để gọi là vào trong shop Tết cho anh em. Đó, thì mình đã lên là được 408.000 rồi. Đó thì nói chung là được 8.000 free và mình nạp là 400.000 để vào test shop cho anh em. Thì anh em nhớ là đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng nhá. Đua top nhận kim cương và đá quý này. Đó, top 1 thì anh em nhận ngay là 50k đá quý và gọi là 2 triệu nhá. Đó, thì anh em nhớ là cứ đọc theo đây đi. Đọc theo đây thì anh em sẽ gọi là làm theo là anh em sẽ nhận thôi. Ra gọi là vòng quay đá quý, gọi là vòng quay trung thu by together. Thì vào đây mình sẽ test vòng quay luôn cho anh em nhá. Anh em thấy cái bảng bên đây không? Khá là nhiều bạn đã trúng được gọi là 3.000 này, 1.000 này, 9/9 đá quý này. Đó rất là nhiều luôn. Thì ok, bây giờ mình sẽ test thử vòng quay luôn á. Test thử nhân phẩm mình với vòng quay đầu tiên nhá. Rồi thử, đây là test thử nhá, chứ không phải là quay. Ui, chỉ với gọi là 23.000 đồng thôi mà đã gọi được 1.000 đá quý á. Khó, khá là ngon không em? Ok, bây giờ mình sẽ nhấn quay thật luôn này. Test thử nhân phẩm vòng quay đầu tiên của mình xem là bao nhiêu nhá. Đây, nhân phẩm vòng quay đầu tiên mình được bao nhiêu? Ui, được tận 1.000 luôn anh em ạ. Ui, anh em thấy dễ không anh em? Đó, rất là dễ để nhận được đá quý luôn. Đó, anh em thấy chưa? Đây, vừa chỉ với 23.000 là được 1.000 đá quý rồi. Đó, rồi mình tiếp theo này. Ui, cái gì đấy anh em? Không thể tin vào mắt mình luôn đã anh em ạ. À, đấy, hình như nhân phẩm ngày hôm nay mình cao quá hay sao ấy. Đó, thì nói chung là lần thứ hai nhân phẩm mình thì được là 6.000 đá quý anh em. Lần tiếp tục này. Tiếp tục là mình xem sẽ được bao nhiêu đá quý nha. Ui, hòa hết cả mắt anh em ạ. Rồi rồi, chúc mừng sinh nhật rồi. Không sao hết anh nhá, không sao hết. Chúng ta gọi là có đen phải có may đúng không? Cái này là do nhân phẩm của anh em thế nào mà. Mình test nốt vòng quay cuối cùng để mình gọi là đi rút đá quý dành tặng cho anh em. Ui 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 ui, lại được 1.000 đá quý này anh em ạ. Với là mình xem nào, mình sẽ reset trang xem là mình mất bao nhiêu. Từ 408.000 cho là mất gần 100.000 đấy anh em. Là mình sẽ thu lại được là 11.000 đá quý anh em. Ui quá là ngon luôn anh em. Bây giờ thì mình sẽ vào game và mình lấy gọi là ID của mình và mình rút về nick của mình xem là bao lâu là về nick của mình nhá. Đây, mình sẽ gọi là rút về nick của mình này. Anh em nhớ là nhập ID game giúp mình nhá. Nay mình sẽ gọi là rút gói 999 luôn cho nó máu anh em ạ. Đây. Đây bây giờ mình sẽ thực hiện là rút đá quý nhá. Đây bây giờ mình sẽ gọi là chờ đợi cùng anh em luôn nhá. Đây bây giờ mình chờ đợi cùng anh em nhá. Ok, thì sau một hồi chờ đợi cũng khá là nhanh anh em ạ. Chỉ trong vòng là tầm khoảng chưa đến 1 phút, tầm 30 giây thôi. Mình nãy giờ vẫn đứng im chỗ cũ luôn anh em. Đấy, nói chung là mình cũng đã gọi là đá quý của là về nick của mình rồi. Bây giờ mình sẽ gì sắp đây xem là gọi là rút đá quý thành công nhá. Đó anh em thấy chưa? Đá quý ở đây mình cũng đã rút thành công rồi và đá quý trong đây mình cũng đã bị trừ rồi nhá. Rồi, nãy là mình rút 99 nên là bây giờ còn lại có 1.900 thôi. Nên là anh em nào muốn đá quý ấy thì anh em hãy đến ngay với trang chủ đó là shopdaquyvn.com. Ở đây thì mình sẽ quay thêm đá quý và mình sẽ tặng cho anh em. Đó là mình đã rút đá quý thành công rồi nhá. Anh em nào muốn có nhiều đá quý như mình thì hãy đến ngay với trang chủ. Đường link trang chủ của mình sẽ để dưới phần mô tả phần gọi là comment cho anh em. Đấy, còn mình bây giờ thì tạm biệt anh em nhá. Đó, bây giờ thì bye bye anh em, bye bye.